Lệnh cấm tới sân đối phương cổ vũ với các cổ động viên Hải Phòng vừa được Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam ban hành. Nhưng đúng như lo ngại của nhiều người về một án kỷ luật không thể khả thi, các cổ động viên đất cảng vẫn cứ tới Cần Thơ và có nhiều hành động được đánh giá là thách thức với những người làm công tác tổ chức. Không hiểu bằng cách nào và lý do gì, gần 100 cổ động viên Hải Phòng với đồng phục áo đỏ, cờ quạt và các phương tiện cổ vũ vẫn qua mặt ban tổ chức để vào khán đài sân Cần Thơ, cổ vũ khá thoải mái tới mức nhìn họ, không ai có thể nghĩ rằng đang có một án cấm tới sân với những người được gọi là cổ động viên Hải Phòng. Nhưng điều đáng lo ngại hơn sau chuyện gần 100 cổ động viên đất cảng có mặt trên sân, đó là khả năng giải quyết tình huống của ban tổ chức sân và việc trận đấu bắt đầu muộn hơn 30 phút so với lịch dự kiến sau màn thuyết phục của đối thoại với các cổ động viên đất cảng mới thực sự là vấn đề. Chỉ với một nhóm nhỏ cổ động viên, trận đấu thiếu chút nữa đã không thể diễn ra, và nếu như không có giải pháp hiệu quả để thực thi án cấm tới sân với cổ động viên Hải Phòng, bất cứ trận đấu nào của V-League cũng có thể đổ vỡ. Sức mạnh của nhà đương kim vô địch đã suy giảm ngay sau khi đội hình huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm thiếu vắng chân sút chủ lực Samson trên hàng tấn công, và điều này thể hiện qua sự bế tắc trong khâu ghi bàn ở trận đấu với Khánh Hòa. Trong 2/3 thời gian đầu tiên của trận đấu, Hà Nội chỉ có rất ít cơ hội có thể trở thành bàn thắng, và đây là lý do khiến họ bất lực trong việc giữ lại 3 điểm tại Mỹ Đình. Đồng thời, chuỗi 13 trận bất bại bị cắt đứt. Nhưng sau màn trình diễn thiếu ấn tượng của Hà Nội, cũng cần có lời khen tặng cho đội bóng phố biển với lối chơi phản công sắc sảo và khả năng tận dụng cơ hội rất tốt. 3 bàn thắng của các học trò huấn luyện viên Võ Đình Tân với các kịch bản khác nhau cho thấy Khánh Hòa không phải là một đội bóng dễ bị bắt nạt, và nếu duy trì được phong độ hiện tại, họ có thể làm nên nhiều bất ngờ hơn nữa. FLC Thanh Hóa vẫn đang về đích bằng một tốc độ rất đáng nể sau cú vấp đáng tiếc ở vòng đấu trước. Đoàn quân huấn luyện viên Petrovic đã chốt một cơn mưa bàn thắng vào lưới Hoàng Anh Gia Lai trong 90 phút tại xứ Thành bằng những kịch bản rất quen thuộc. Đó là sự đơn giản trong các pha phối hợp nhưng lại có hiệu quả rất cao về bàn thắng và sức mạnh trong tranh chấp tay đôi của hai tiền đạo cao to trên hàng tấn công được phát huy tối đa. FLC Thanh Hóa đã nới rộng khoảng cách về điểm số với Hà Nội lên 5 điểm, nhưng còn một lý do khiến huấn luyện viên Petrovic chưa thể nở nụ cười. Trong 3 trận đấu gần đây nhất, đội bóng xứ Thanh đã để thủng lưới 5 bàn, nhiều hơn quá nửa số 9 bàn thua mà họ đã nhận trong 13 trận đấu của lượt đi. Than Quảng Ninh đã chính thức trở lại top 3 trên bảng xếp hạng bằng chiến thắng nghẹt thở với tỷ số 2-1 trong cuộc đối đầu với Long An trên sân Cẩm Phả. Điều này khiến cho V-League tiềm ẩn nhiều bất ngờ trong chặng nước rút, và chắc chắn sự quyết liệt của cuộc đua tới ngôi vô địch sẽ được đẩy lên mức cao nhất. Đoàn quân huấn luyện viên Phan Thanh Hùng đã cho thấy phong độ ấn tượng hơn kể từ khi lượt về bắt đầu, và đây là lý do khiến những người hâm mộ đất mỏ có thể mơ mộng về một đoạn kết có hậu. Hy vọng sau những bài học đắt giá ở mùa giải trước, Than Quảng Ninh có đủ kinh nghiệm và bản lĩnh để có được cú nước rút tốt hơn trong cuộc đua năm nay.